Chào các bạn, Quỳnh Mai chúc các bạn ngày mới vui khỏe, bình an. Hôm nay Quỳnh Mai ra giường, đi làm về Quỳnh Mai ra giường để nhổ củ khoai môn lên để nấu canh và nấu chè các bạn. Thì khoai môn của mình nay trồng nó rất là cao, tốt, rất là cao luôn. Mình đứng thì nó đã tới ngực mình rồi các bạn. Nên mình độ chừng là nó sẽ có củ, nên mình sẽ nhổ bớt một bụi để đem vào nấu canh ăn. Thì các bạn nhìn thấy cái dải khoai môn của mình, cái bẹ của nó rất là to các bạn. Mình nghĩ rằng cái củ nó rất là to. Thì hôm nay Quỳnh Mai ra để đào nó lên, đem vào nấu canh và chia sẻ với các bạn cách mà mình giữ khoai lại cho năm sau mình trồng mà không cần phải mua, không cần phải mua củ ở ngoài chợ Á Đông đem về để dăm các bạn. Thì các bạn nhìn thấy cái bộ khoai môn đó có một củ rất là lớn, và chung quanh của nó có những cái củ nhỏ nè các bạn. Thì khoai môn này nó không có chịu mùa đông lạnh, không độ F hay là không độ C thì nó cũng chết các bạn. Nên mình phải có cách để dưỡng nó. Thì khi bây giờ Quỳnh Mai nhổ cái củ mẹ lên rồi để ăn, thì những cái củ nhỏ chung quanh gọi là cái củ con đó, khi mà tới mùa đông nó sẽ chết. Nên mình phải, khi mà mình đào lên đó, mình phải đào hết một cái dòng khoai này, mình lấy củ mẹ lên thì những củ con đó mình để lại, nhưng mà mình không phải mình để lại khơi khơi ở trên mặt đất các bạn. Các bạn phải làm một cái dòng xới đất lên cho cao và là một cái dòng để cho đất nó giữ cái củ khoai con của mình lại, không có bị thối các bạn. Các bạn đừng có để cái củ khoai môn con mà ở trên mặt đất bằng phẳng như vậy nè các bạn. Thì khi mà trời mưa mùa đông với mùa thu đó, mưa dầm về mà không những mưa mà còn lạnh nữa, thì cái đất nó lạnh đó các bạn, thì sẽ làm cho cái củ nó bị thối. Nên các bạn muốn có cái củ khoai môn giữ lại để trồng mùa xuân năm sau, thì các bạn phải đào cái dòng đất lên cao, lấp cái củ khoai môn con lại. Mình không có đào củ khoai môn con lại, nhưng mà nó nằm chỗ nào thì mình lấy đất đem lại đắp nó. Đắp nó xong rồi các bạn lấy cỏ khô phủ lên trên nữa, thì nó mới giữ được cái củ khoai nó còn sống các bạn, nó không có bị thối. Còn nếu mà các bạn mà để dưới mặt đất bằng phẳng này, trời mưa đó, trời mưa mùa đông đó, mùa đông ưa mưa lắm, nên khi mà mưa xuống thì cái củ khoai của mình nó sẽ bị thối, nó lạnh rồi nó bị thối các bạn. Tại vì Quỳnh Mai cũng có kinh nghiệm rồi, trồng nhiều, lấy cái củ mẹ lên ăn xong rồi củ con cũng để đó, năm sau nó không có lên các bạn. Đào lên thì thấy cái xác của nó, cái vết của nó đó, có cái vỏ không mà cái ruột ở trong thì biến mất. Nên những lần sau thì Quỳnh Mai sẽ tủ đất lên rồi tủ cỏ khô lên để giữ ấm cho nó, cỏ nước không có ngâm nó các bạn, nó không có ngâm ở trong nước nên nó không có bị thối. Tại vì mình làm cái dòng cao lên, đất cao lên rồi mình phủ cỏ nữa, nên nó không có bị thối. Đó là cái kinh nghiệm của mình chia sẻ lại các bạn, để năm sau mình khỏi vô trong tiệm Á Châu mình mua những củ khoai về mình dăm nữa, mà mình có sẵn. Rồi cái mùa xuân ấy tự động nó đâm cái đọt non lên, rồi mình lại có một cái dòng khoai sẵn luôn, rồi nó lớn lên như thế này đó các bạn. Còn khi các bạn trồng khoai ở trong chậu thì
thì các bạn nhổ ra, tại vì ở trong chậu á, nó cao nên các bạn khỏi phủ đất, phủ sơ sơ dưới gốc nó thôi, rồi các bạn phủ cỏ lên thôi, không có làm vòng. Còn cái này mình trồng dưới đất thì mình phải đổ đất lên cho nó cao lên, rồi mình mới phủ cỏ khô lên, thì cái củ giữ được, các bạn nằm sâu trong lòng đất nó giữ được, nó không có bị, nó không có bị thối các bạn. Thì mùa xuân năm sau mình khỏi mua giống về trồng nữa, mà mình có mùa xuân là nó đâm đâm mầm lên rất là lẹ đó các bạn. Cái mùa xuân cái mình có một một cái dòng khoai môn mọc lên. Vậy bây giờ Quỳnh Mai đi đào thử cái củ khoai này lên coi nó to không, tại vì theo như mình phải đợi cái những cái bẹ này nó tàn, nó màu vàng, nó rũ xuống mình mới đào nó lên. Bây giờ Quỳnh Mai muốn ăn thử, muốn nấu canh ăn, nên Quỳnh Mai đào lên thử coi cái củ nó to hay không. Thì thấy cái bẹ dưới của nó to nè các bạn, Quỳnh Mai nghĩ nó cũng được chứ không có dở. Khoai môn này là khoai môn sáp đó các bạn, khoai môn người ta ưa dùng để nấu chè khoai môn với nếp đó. Rồi bây giờ Quỳnh Mai sẽ lấy cái xẻng để đào nó lên. Quỳnh Mai đã đào cái củ khoai môn này lên rồi các bạn, nhưng mà cái củ khoai môn này nó còn non nên các bạn nhìn thấy nó chỉ có một khúc thôi, một khúc cỡ nhiêu đây, ở gần cái cuối này nó có khúc tới đây, nên ngày mai Quỳnh Mai sẽ trồng nó trở lại. Thì khoai môn này các bạn nhìn thấy khi Quỳnh Mai trồng cái củ có chút xíu bằng ngón tay cái thôi, mà bây giờ nó đã nở lớn ra như thế này nè, rồi chung quanh có cây con. Khi mà mình đào nó lên như vậy, lấy củ cái xong thì những cái củ con này đem chôn trở lại, làm cái vòng chôn trở lại, thì năm sau mình sẽ có khoai môn con lên, mình khỏi đi mua các bạn. Thì cái củ khoai mẹ này nó các bạn nhìn thấy cái cổ của nó nè rất là lớn, nó đương thành hình cái củ nhưng mà chưa có lớn dữ, nên Quỳnh Mai ngày mai sẽ đem chôn trồng nó trở lại các bạn. Vậy thì Quỳnh Mai chia sẻ với các bạn là làm sao khi mình lấy cái củ khoai môn mẹ lên rồi thì mình chừa lại những cái củ khoai môn con đeo chung quanh nè, mình đem trồng trở lại, rồi mình làm cái vòng đất cao lên, phủ đất, rồi mình phủ cỏ khô lên để giữ cho cái củ con này nó không có bị hư, bị thối. Đặng mùa xuân năm sau mình có mà trồng các bạn. Thì nếu bây giờ Quỳnh Mai lấy cái củ này lên vô nhà, gạt những cái củ con này ra, cắt từ đây trở xuống thì vẫn nấu canh ăn được các bạn. Nhưng mà nó chỉ có một khúc từ đây, khúc từ đây trở xuống là cái củ thôi, từ đây trở lên thì là cái cổ của nó, cũng ăn được chứ không phải là ăn không được, nhưng mà nó còn non các bạn. Cái từ đây trở xuống mới là củ khoai, nó nằm ở phía dưới này đó. Đó, củ khoai nó nằm phía dưới đó các bạn, mình chưa có giật cái mấy cái rau nó ra đó, củ khoai nằm ở dưới. Rồi mình cắt từ đây trở lên thì nó có một khúc à. Nếu mà đem vô nấu canh thì được một khúc. Rồi cái bẹ khoai môn này mình cũng ăn được luôn nha các bạn. Bẹ khoai môn này người ta dùng để nấu cháo bồi, ăn rất là ngon. Vậy video hôm nay là Quỳnh Mai ra vườn nhổ khoai môn để đem vào nấu canh, và chia sẻ với các bạn là cách làm cho những củ khoai con còn sống đến mùa xuân năm sau các bạn. Cái củ này không phải là không ăn được, nhưng mà nó hơi non nên nó có chút xíu thôi, phần thịt ở dưới thôi, nên Quỳnh Mai cũng lấy vô để nấu canh luôn. Thân nó to thiệt là to luôn đó các bạn.
còn những cái bụi kia chắc Quỳnh Mai để cho nó cái lá nó héo tàn xuống rồi thì cái củ nó sẽ to hơn củ bây giờ. Hôm nay Quỳnh Mai chỉ nhổ lên thử một củ thôi mà thấy nó không có được to mấy, cái phần thịt của nó còn nè, ở dưới đất có một chút, từ đây mà lên thì có một khúc rồi các bạn. Thì ăn đỡ củ này thì vài bữa sau khi mà mùa thu tới thiệt sự nó tàn thì hôm nay sẽ nhổ lên và chừa những cái củ khoai môn con lại. Vậy video tới đây xin tạm ngưng. Quỳnh Mai chúc các bạn vui khỏe bình an, ủng hộ Quỳnh Mai bằng cách đăng ký, chia sẻ, like để Quỳnh Mai có động lực làm video khác hay hơn. Xin cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt.